bán cây cau lùn bạn nhé Đây là một trong những dòng sản phẩm cây cau lùn nhà mình có ạ Các bạn có nhu cầu muốn mua các cây cau như thế này ạ Cây cao tầm vuốt lá tầm 80 đến 1 mét nhé bạn nhé Ngoài cái hàng cau lùn này thì nhà mình còn có một loại nữa là cũng là hàng cau lùn nhưng mà cau lùn lai ạ. Mỗi cây thì đã được trồng trong các cái bầu vải Nên là rất là ổn định, đảm bảo khi mà vận chuyển Cây cao vuốt lá từ 1m đến 1m2 Đây là cái gốc của nó Đấy, Cái gốc của nó khá to, đường kính gốc phải được tầm 5-6cm Các bạn có nhu cầu muốn mua các cây cao lùn nhưng mà là hàng lai Hoặc là các cây cây cao lùn đẹp như ở đầu của video á thì các bạn có thể gọi một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Ngoài cái hàng cau lùn như thế này thì nhà mình còn có cả cây cau ta, cây cau bốn mùa. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ạ. Cảm ơn các bạn nhé.